Kính chào quý thính giả đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ, ngày 30 tháng 6 năm 2023 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com. Mở mới đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, ngày 29 tháng 6, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức lễ xuất quân tại thành phố Hồ Chí Minh cho các cán bộ. Chiến sĩ của Bệnh viện Giả chiến cấp 2 số 5 và đội công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Aja. Trong lần xuất quân này, Bệnh viện Giả chiến cấp 2 số 5 làm nhiệm vụ tại Nam Sudan có 63 đồng chí, trong đó có 10 nữ. Công đội công binh số 2 làm nhiệm vụ tại khu vực Aja có 184 đồng chí với 19 đồng chí là nữ. Tất cả đã được huấn luyện kỹ lưỡng về mọi mặt đáp ứng đầy đủ tiêu chí của Liên Hợp Quốc và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Hành trang mang theo của 63 cán bộ, chiến sĩ bệnh viện giá chiến cấp 2 số 5 và đội công binh số 2 là niềm tự hào dân tộc cùng với những phẩm chất cao đẹp của bộ đội cụ hồ trong thời đại mới. Chủ tịch nước cho rằng, cùng với sự đồng hành của Liên Hợp Quốc và các quốc gia bạn bè, các đồng chí sẽ đóng góp hiệu quả, thiết thực cho hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, khẳng định một Việt Nam yêu chuộng hòa bình và có ý thức về nghĩa vụ cao cả khát vọng mọi người dân trên toàn thế giới được sống trong hòa bình, ổn định, an toàn và thịnh vượng. Thưa quý thính giả, ngày 29 tháng 6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao bằng. Tại huyện Hà Quảng, Phó Chủ tịch nước đã dân hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bát Bó, xã Trương Hà và làm việc với Ban thường vụ Quyền ủy Hà Quảng. Theo báo cáo của huyện Hà Quảng, 6 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp. Tiểu thủ công nghiệp tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn đạt 73,70% kế hoạch. Tập trung chỉ đạo quyết liệt 3 chương trình mục tiêu quốc gia với tổng nguồn vốn ngân sách trung ương được giao năm 2023 trên 334 tỷ đồng. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, huyện xóa được 442 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời, đầy đủ đúng đối tượng, đời sống của người có công với cách mạng, người nghèo từng bước được nâng lên. Thưa quý thính giả, chiều 29 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa gồm các ông Lê Hữu Trí, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Khánh Hòa và bà Hà Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh tiếp xúc 250 cử tri quyện Trường Sa xa sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa 15, kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc trước kỳ họp thứ năm. Quốc hội khóa 15, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, cử tri huyện Trường Sa bày tỏ tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Quốc hội và điều hành của chính phủ, bày tỏ vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao về sự tích cực, trách nhiệm, hiệu quả của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tại kỳ họp. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, Phó Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Trung tướng Cót Lêu, ngày 29 tháng 6 cho biết lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Mỹ sẽ đưa một tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc trong tương lai gần. Quyết định trên là hành động nhằm hiện thực hóa cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ đồng minh của Washington. Tướng Lêu đã đưa ra thông báo này tại một diễn đàn thường niên do hãng thông tấn Yonhap và Bộ Thống nhất Hàn Quốc tổ chức ở Seoul. Trong bối cảnh hai nước đồng minh tìm cách tăng cường nỗ lực đối phó các mối đe dọa quân sự gia tăng từ Triều Tiên. Thưa quý thính giả, từ ngày 5 tháng 7, Malaysia sẽ dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại bệnh viện và trên các phương tiện giao thông công cộng vốn được áp dụng để phòng dịch COVID-19. Trong thông báo ngày 29 tháng 6, Bộ trưởng Y tế Yali Hamutafa cho biết, chỉ những bệnh nhân mắc COVID-19 và những nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 mới phải đeo khẩu trang trong các cơ sở y tế. Ngoài ra, cũng từ ngày 5 tháng 7, thời gian cách ly đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ giảm từ 7 ngày xuống 5 ngày kể từ khi xuất hiện các triệu chứng. Thưa quý thính giả, nhóm tư vấn hạt nhân hàng Mỹ, cơ chế tham vấn về vấn đề hạt nhân mới được thống nhất trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ hàng hồi tháng 4, dự kiến sẽ có cuộc họp đầu tiên và bắt đầu hoạt động từ tháng 7 tới. Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ cho hyun Ung cho biết việc thành lập nhóm tư vấn hạt nhân hàng Mỹ đang được đẩy nhanh. Nhóm tư vấn hạt nhân hàng Mỹ dự kiến sẽ thảo luận phương án bố trí và sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ. Một trong những điểm trọng tâm trong tuyên bố qua Washington mà lãnh đạo hai nước thông qua vào cuối tháng 4. Theo kế hoạch ban đầu, Nhóm tư vấn hạt nhân hàng Mỹ sẽ do trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách, nhưng sau đó đã được nâng lên cấp cố vấn an ninh quốc gia của Hàn Quốc và Mỹ. Thưa quý thính giả, Rysai website về khoa học và giáo dục mới đây đã đề xuất 17 ngôi làng cổ tích đẹp như tranh dành cho những ai đang tìm kiếm sự yên bình và muốn hòa mình với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Làng chài cửa vạn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đứng ở vị trí thứ bảy trong danh sách này Vùng làng quê Yên Bình là những địa điểm lý tưởng và mới mẻ dành cho những ai đang tìm kiếm cho mình khoảng thời gian thư giãn hay trải nghiệm những điều mới mẻ tại một vùng đất mới. Với cảnh quan đẹp như tranh vẽ, không khí trong lành mát mẻ, cùng sự thân thiện mến khách của người dân bản địa, làng chài cửa vạn sẽ mang đến làn gió mới cho hành trình khám phá thế giới. Nhiều lần được báo chí quốc tế vinh danh là một trong những thị trấn đẹp nhất thế giới, làng chài cửa vạn vẫn luôn là một điểm đến chưa bao giờ hạ nhiệt với khách du lịch nép mình bên vịnh Hạ Long, nơi đây mang một khung cảnh thiên nhiên hữu tình với bên là núi cao sừng sững, bên là biển nước mênh mông xanh thẳm. Du khách chắc chắn sẽ không khỏi ngạc nhiên và thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng những ngôi nhà nổi nho nhỏ xinh đẹp mà không thể tìm thấy nơi đồng bằng. Một điều đặc biệt khác chính là du khách còn có thể tìm thấy cả trường học ở đây. Thưa quý thính giả, Đài Bắc Đài Loan là thành phố được nhiều người yêu thích, không chỉ vì sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, mà còn nhờ vị trí địa lý đặc biệt đài bắc nằm rất gần với các địa điểm thiên nhiên quan sơ chỉ cần đi xe khoảng một giờ là đã đến nơi không chỉ vậy ngay tại trung tâm đài bắc du khách vẫn tìm được nơi để chinh phục đó là tượng sơn dọc đường lên núi có các khối đá nhiều hình thù đáng chú ý nhất là sáu tảng đá khổng lồ trên đỉnh núi hệ sinh thái ở tượng sơn khá phong phú với nhiều loài chim và các loài thực vật điển hình là dương sĩ yêu quý thính giả thân mến bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 11 giờ. Thân mến chào tạm biệt.